Chương trình này sẽ có những thông tin đáng chú ý sau đây. Tổng thống Zelensky liên tục thay đổi nhân sự cấp cao trong quân đội. Rủi ro khi Nga tăng cường tấn công Ukraine bằng bom lượn. UAV Ukraine vượt hơn 1.000 km tấn công kho chứa dầu của Nga ở Saint Petersburg. Ngay bây giờ là nội dung chi tiết. Xin mời quý vị theo dõi. trang Ukraine From ngày 5 tháng 3 cho biết, Tổng thống Volodymyr Zelensky mới đây đã cách chức ông Dmytro Gerega, tư lệnh lực lượng hỗ trợ lực lượng vũ trang Ukraine, đồng thời bổ nhiệm ông Oleksandr Ikovest là người thay thế. Trong thông báo của mình, Tổng thống Ukraine cũng phê chuẩn việc bổ nhiệm thêm 3 thiếu tướng làm phó tổng tham mưu các lực lượng vũ trang Ukraine. Thời gian vừa qua, ông Zelensky đã liên tục thay thế các nhân sự cấp cao của quân đội. Gần đây nhất, ông Zelensky đã bổ nhiệm ông Volodymyr Kaprenko làm chỉ huy mới của lực lượng hậu cần. Trong diễn biến khác, theo Pravda, trong ngày mùng 5 tháng 3, Cục An ninh Ukraine SSU đã bắt giữ một điệp viên Nga có âm mưu phá hoại tại Zaporizhia. Đại diện SSU cho biết, chúng tôi đã bắt giữ một điệp viên của Nga, đang âm mưu dùng thuốc nổ để tấn công yêu điện trung tâm của thành phố Zaporizhia. Nếu không được ngăn chặn kịp thời, hành vi này có thể gây ra những hậu quả nghiêm trọng về người. Truyền thông Ukraine cho biết, để chuẩn bị cho âm mưu phá hoại, đối tượng kể trên đã tạo ra một thiết bị nổ tự chế dựa theo hướng dẫn từ cơ quan mật vụ Nga. Trước đó, vào đầu tháng 2, giới chức Ukraine cho biết đã bắt một nhân viên an ninh và các cựu quan chức tình báo, nghi làm việc cho Nga, triệt phá đường dây gián điệp quyền lực. Năm người bị bắt với cáo buộc phản quốc gồm các cựu thành viên Tổng cục Tình báo Quân đội Ukraine GUR, đơn vị tình báo đối ngoại và một đặc vụ cơ quan an ninh Ukraine SBU đang công tác. Theo cơ quan an ninh Ukraine, năm nghi phạm này bị bắt quả tang khi chuyển cho cơ quan an ninh liên bang Nga FSB thông tin về các cơ sở quân sự của Ukraina, công sự phòng thủ, dữ liệu cá nhân và những cơ sở năng lượng chiến lược. Nhóm này đã chuyển thông tin về hệ thống phòng thủ gần thành phố Odessa, ven biển Đen, vị trí các bệ phóng rocket ở tỉnh Kharkov, hoạt động điều chuyển quân và phương tiện của Ukraina theo văn phòng công tố Kiev. Theo Viện Nghiên cứu Quốc phòng và An ninh Hoàng gia Anh, Rusi, Nga xây dựng mạng lưới điệp viên quy mô lớn tại Ukraina từ trước khi xung đột xảy ra. Rusi cho biết mạng lưới điệp viên này vẫn hoạt động sau khi xung đột bùng phát và cung cấp thông tin tình báo ổn định cho lực lượng Nga. Trong khi đó, theo tờ New York Times tiết lộ rằng cơ quan tình báo trung ương CIA đã tổ chức một mạng lưới căn cứ bí mật trên lãnh thổ Ukraine có vai trò quan trọng trong cuộc xung đột với Nga. Theo đó, Ukraine hiện có ít nhất 12 căn cứ tình báo bí mật nằm gần biên giới Nga để thu thập mọi loại thông tin về Nga cũng như điều phối các cuộc tấn công bằng máy bay không người lái và một mạng lưới điệp viên được cho là hoạt động bên trong Nga. Các nhà báo của New York Times đã có thể đến thăm một căn cứ tác chiến như vậy nằm trong một hầm ngầm dưới lòng đất. Họ nói rằng nơi này được sử dụng để nghe lén thông tin liên lạc quân sự của Nga và giám sát các cuộc tấn công bằng máy bay không người lái trên lãnh thổ Nga. Theo lời tướng Sergei Dvoretsky, một quan chức tình báo cấp cao của Ukraine, căn cứ do CIA tài trợ và trang bị. Vị tướng này cũng nói với New York Times rằng cơ quan tình báo Mỹ đặc biệt trang bị cho căn cứ các thiết bị liên lạc và máy chủ máy tính lớn các thiết bị đồng thời được cho là sử dụng để đột nhập vào các vệ tinh của Nga, Belarus. Theo tờ báo, CIA và các cơ quan tình báo Mỹ khác cũng cung cấp cho Ukraine thông tin về các hoạt động di chuyển của quân đội Nga và các cuộc tấn công tên lửa trong suốt cuộc xung đột đang diễn ra giữa Moscow và Kiev. Sự hợp tác tích cực giữa các cơ quan tình báo của hai quốc gia bắt đầu gần như ngay lập tức sau cuộc đảo chính Ukraine năm 2014 và Kiev đã trở thành một trong những đối tác tình báo quan trọng nhất của Washington chống lại Điện Kremlin. Cuộc xung đột ở Ukraine chủ yếu diễn ra trên mặt đất trong hai năm qua, khi quân đội hai bên thường xuyên giao chiến bằng pháo hạng nặng với sự hỗ trợ của máy bay không người lái. Lực lượng không quân của hai nước đều ở tình thế bị phụ thuộc bởi các phi đội hạn chế của Ukraine và việc Nga chưa thể giành được ưu thế trên không. Tuy nhiên, khi quân đội Nga tăng cường tấn công ở phía đông, lực lượng không quân của nước này đã đảm nhiệm vai trò lớn hơn. Các nhà phân tích quân sự cho biết, Nga đã sử dụng ngày càng nhiều chiến đấu cơ gần tiền tuyến để thả bom lượn vào các vị trí của Ukraine và dọn đường cho bộ binh. Chiến thuật này từng được sử dụng chủ yếu ở Adivka, thành phố phía đông chiến lược Nga giành được vào tháng trước, đã mang đến những kết quả khả quan, các chuyên gia đánh giá. Tuy nhiên, nó cũng đi cùng với rủi ro. Ông Serhiy Hrabsky, đại tá đã nghỉ hưu của quân đội Ukraine cho hay, đây là một công cụ tốn kém nhưng khá hiệu quả mà Nga đang sử dụng hiện nay trong xung đột. Theo ông, việc Nga đưa các chiến đấu cơ đến sát tiền tuyến vô cùng nguy hiểm nhưng nó có thể tác động đến các vị trí của Ukraine một cách hiệu quả. Tuần trước, quân đội Ukraine tuyên bố đã bắn hạ 7 chiến đấu cơ Su-34, gần như tất cả đều hoạt động ở phía đông, chỉ vài ngày sau khi bắn hạ máy bay trinh sát radar tầm xa A-50. Theo các quan chức Ukraine, đây là một phần trong hàng loạt cuộc tấn công thành công nhằm vào lực lượng không quân Nga, mà theo Kiev, họ đã bắn hạ 15 máy bay của đối phương trong nhiều ngày qua. Phần lớn các vụ bắn rơi máy bay chưa thể xác minh. Dù vậy, trang phân tích quân sự Oryx và một số nhà quan sát quân sự Nga đã xác nhận về việc Moscow tổn thất hai tiêm kích Su-35. Cơ quan tình báo quân sự Anh cũng xác nhận về việc máy bay A-50 bị phá hủy. Justin Brown, học giả nghiên cứu cấp cao về không lực và công nghệ tại Viện các quân chủng thống nhất Hoàng gia Anh RUSI ở London cho rằng, Ukraine chắc chắn đã tiến hành ngày càng nhiều cuộc phục kích với sự hỗ trợ của các hệ thống phòng không trong những tháng gần đây và đã đạt được một số thành quả đáng chú ý sau khi xung đột nổ ra vào cuối tháng 2 năm 2022, Ukraine đã cố gắng ngăn cản Nga kiểm soát không phận qua các cuộc không chiến và việc sử dụng thành thạo các tên lửa phòng không. Theo RUSI, chỉ sau một tháng, Nga đã dừng triển khai máy bay chiến đấu, mà thay vào đó tiến hành các cuộc tấn công từ xa bằng tên lửa đạn đạo và tên lửa hành trình. Điều này bắt đầu thay đổi vào đầu năm ngoái, khi Nga sử dụng bom lượn được thả từ máy bay và có thể bay từ khoảng cách xa so với tiền tuyến hạn chế rủi ro máy bay bị các tên lửa phòng không tấn công. Mang hàng trăm kg chất nổ, các quả bom lượn có thể xuyên thủng các bong ke dưới lòng đất. Ego Sugar, một binh lính Ukraine chiến đấu ở Adipka cho hay, những quả bom này phá hủy hoàn toàn mọi thứ. Tất cả các tòa nhà và công trình đều bị săn phẳng chỉ bằng một quả bom. Các quan chức Ukraine và các nhà phân tích quân sự cho biết, lực lượng trên không của Nga đóng vai trò quan trọng trong việc kiểm soát Adipka, một khu vực đòi hỏi các chiến đấu cơ của Moscow phải bay gần tiền tuyến hơn để phát huy tối đa hiệu quả của bom lượn. Tuy nhiên, điều đó cũng khiến chúng tôi đối mặt với nguy cơ bị các hệ thống phòng không Ukraine bắn hạ. Tom Karako, giám đốc dự án phòng thủ tên lửa thuộc Trung tâm Nghiên cứu Chiến lược và Quốc tế cho rằng, cơ quan tình báo Ukraine đã thu thập hoạt động của máy bay chiến đấu Nga và triển khai các hệ thống phòng không để bắn hạ chúng. Viện Nghiên cứu Chiến tranh cho biết, Nga dường như đang tổn thất ngày càng nhiều phương tiện trên không trong những tuần gần đây, để tiến hành các cuộc tấn công bằng bom lượn nhằm hỗ trợ kế hoạch ở phía đông Ukraine. Một trong những thành quả lớn nhất của Ukraine trong các cuộc không chiến là việc phá hủy một trong những radar bay A-50 của Nga, vốn đóng vai trò quan trọng trong việc điều phối các cuộc ném bom từ trên không nhằm vào các vị trí của Ukraine trên tiền tuyến. Ông Karakou nói, lấy đi đôi mắt và lấy đi khả năng nhắm trúng mục tiêu của họ, đó là một thắng lợi khá lớn. Tình báo quân sự Anh cho biết, Nga có 7 máy bay A-50 nhưng khả năng cao chúng đã tạm dừng hỗ trợ các kế hoạch quân sự để tránh tổn thất thêm. Không quân Ukraine cũng nói rằng các hoạt động trên không của Nga ở phía đông Ukraine đã giảm đáng kể vào tối ngày 1 tháng 3. Hiện chưa rõ Nga có thể duy trì mức độ tổn thất trên về dài hạn hay không. Tuy nhiên bởi đây, hãng thông tấn TASS cho biết, tập đoàn quốc phòng do nhà nước sở hữu Rostec sẽ nối lại việc sản xuất A50 bởi vì nó đóng vai trò quan trọng với lực lượng vũ trang Nga. Theo hãng tin RIA Novosti, chỉ huy đơn vị UAV của lực lượng vũ trang Nga có biệt danh là Lego đã chia sẻ những khía cạnh quan trọng cho phép UAV của Ukraine đi tới mục tiêu ở khoảng cách rất xa so với tiền tuyến. Trước đó, một số UAV của Ukraine đã vượt qua 1.250 km và tấn công một kho chứa dầu của Nga ở thành phố sang Petersburg. Bộ trưởng Công nghiệp Chiến lược của Ukraine, Oleksandr Kamysin cho biết, UAV dùng để tấn công sang Petersburg do nước này sản xuất với giá 350 đô la Mỹ quan chức Ukraine tuyên bố, từ giờ các cơ sở quân sự của Nga ở Saint Petersburg và Leningrad đều nằm trong tầm tay của lực lượng Ukraine. Chỉ huy Lego cho hay, UAV của Ukraine có một điểm đặc biệt là khả năng di chuyển ở chế độ im lặng, không phát ra tín hiệu radio, vì thế việc phát hiện và chặn phương tiện này khá phức tạp. Người điều khiển UAV này đặt điểm cuối tuyến cho máy bay và điều chỉnh chuyến bay bằng vệ tinh, từ đó cho phép UAV tiến đến mục tiêu được chỉ định với độ chính xác cao. Người này lưu ý, hiệu quả của những máy bay không người lái như vậy không phụ thuộc vào động cơ. Và nếu được cung cấp đủ nhiên liệu, các máy bay này có khả năng bay khắp toàn cầu. Các nhận xét trên được đưa ra sau sự cố ở Biskarevsky Prospect ở St. Petersburg, nơi các tòa nhà dân cư bị hư hại do một cuộc tấn công bằng máy bay không người lái. Bên cạnh đó, Bộ trưởng Bộ Công nghiệp Chiến lược Ukraine Oleksandr Kamisin cho biết công nghệ máy bay không người lái UAV và ngành công nghiệp quốc phòng nội địa của Ukraine đang phát triển là nhân tố thay đổi diễn biến trên chiến trường. Điều này có thể giúp Ukraine giành chiến thắng trong cuộc xung đột. Ông Kamisin cũng kêu gọi phương Tây làm tất cả những gì có thể để hỗ trợ Ukraine giữ vững tiền tuyến trước lực lượng Nga trong bối cảnh cuộc xung đột đã bước sang năm thứ ba. Trả lời phỏng vấn The Independent, ông Kamisin cảnh báo rằng trong cuộc đấu pháo binh với Nga, Ukraine có thể cần số lượng đạn dược mà không một quốc gia nào có thể cung cấp được, kể cả Mỹ. Do vậy, khi cuộc xung đột bước sang năm thứ ba, và vẫn chưa có hồi kết, Ukraine đang phát triển các phương tiện chiến đấu tiết kiệm chi phí hơn để giữ thế trận, đồng thời tối đa hóa việc sản xuất vũ khí trong nước. Sản lượng vũ khí nội địa của Ukraine đã tăng gấp 3 lần trong năm 2023 và có kế hoạch tăng gấp 6 lần trong năm nay. Ông Kamisin cho biết Ukraine đang nỗ lực trở thành quốc gia đi đầu về công nghệ máy bay không người lái, trong bối cảnh UAV đã trở thành vũ khí đóng vai trò quan trọng trên chiến trường. Vào tháng 2, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky ra lệnh thành lập nhánh máy bay không người lái trong lực lượng vũ trang Ukraine. Bộ trưởng Bộ Công nghiệp Chiến lược Ukraine cho rằng việc sản xuất UAV nội địa là rất quan trọng. Ông Kamisin cho hay, chúng tôi có thể sản xuất hơn 1 triệu UAV góc nhìn thứ nhất FPV trong năm nay, cùng 10.000 UAV tự sát tầm trung và ít nhất 1.000 phi cơ tầm xa với khả năng tấn công mục tiêu ở khoảng cách trên 1.000 km. Đây là một yếu tố thay đổi diễn biến trên chiến trường. Hệ thống phòng thủ của chúng tôi cùng với lực lượng UAV mới được thành lập sẽ mang lại kết quả. Ukraine đã tích cực sử dụng UAV để tấn công các mục tiêu của Nga. Kiev tuyên bố UAV của họ đã làm hư hại và phá hủy hơn 5,5 tỷ đô la Mỹ thiết bị của Nga, bao gồm hơn 1.000 xe tăng, 1.600 xe bọc thép và gần 900 khẩu pháo. Khi các đồng minh phương Tây chưa thể ngay lập tức cung cấp các hệ thống phòng không hiện đại cho Ukraine, Kiev đã tìm cách bổ sung hệ thống phòng không lai ghép. Tổ hợp phòng không Franken kết hợp tên lửa của phương Tây với các bệ phóng và radar từ thời Liên Xô vẫn còn trong kho dự trữ của Ukraine, đã phát huy hiệu quả trên chiến trường. Ông Kamisin cho biết, Ukraine có một số khả năng để phát triển các công nghệ khí khí ép đang tích cực thử nghiệm các nguyên mẫu trong thời gian thực trên chiến trường. Trong tháng 2, chính phủ Anh cho biết cuộc xung đột ở Ukraine đã cho thấy tầm quan trọng của UAV và tuyên bố sẽ đầu tư 4,5 tỷ bằng Anh vào UAV trong thập kỷ tới.